Hàn Quốc Moon Jae-in và phu nhân đã đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam kéo dài 3 ngày, theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Trong chiều nay, Tổng thống Moon Jae-in và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã dự lễ khởi công xây dựng Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam Hàn Quốc. Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Hàn Quốc được xây dựng theo mô hình quốc tế, hướng đến phát triển công nghệ công nghiệp, phục vụ các ngành sản xuất tại Việt Nam. Dự kiến đến năm 2020, Viện Khoa học Công nghệ sẽ đi vào hoạt động. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khẳng định đây là một dấu mốc quan trọng trong việc hỗ trợ phát triển nền khoa học và công nghệ của Việt Nam, cũng như mối quan hệ gắn bó giữa hai nước trong tất cả các lĩnh vực. Tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tin tưởng rằng sau khi đi vào hoạt động, Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam Hàn Quốc sẽ đóng vai trò quan trọng, cung cấp giải pháp công nghệ, phục vụ đắc lực cho sự phát triển bền vững của Việt Nam, đồng thời đây là vườn ươm về khoa học và công nghệ và nhân tài. Cũng trong chiều nay, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã có buổi gặp gỡ giao lưu đầy thân thiện với các cầu thủ lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Tổng thống Moon Jae-in bày tỏ ấn tượng với thành công mà đội tuyển U23 Việt Nam vừa giành được tại giải châu Á. Đặc biệt, kỳ tích đó có sự đóng góp của những con người Hàn Quốc như huấn luyện viên Park Hang-seo và các trợ lý. Tổng thống Moon Jae-in chia sẻ, ông đã trực tiếp theo dõi trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan. Ông cho rằng nếu không có trận báo tuyết thì U23 Việt Nam đã giành chức vô địch. Tổng thống động viên các cầu thủ U23 Việt Nam giữ vững tinh thần và nhiệt huyết đã thể hiện ở vòng chung kết U23 châu Á năm 2018 để đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa tại các giải đấu thể thao khu vực và quốc tế. Sau khi chụp hình lưu niệm với các cầu thủ U23, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trao đổi những món quà tượng trưng cho mối quan hệ hợp tác giữa hai nền bóng đá. Tổng thống Hàn Quốc hy vọng quan hệ này sẽ tiếp tục được duy trì và phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên Park Hang-seo, Tổng thống Moon Jae-in cùng Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tham gia màn giao bóng hữu nghị, một nghi thức trang trọng nhưng cũng rất vui tươi. Việc chọn Liên đoàn bóng đá Việt Nam làm điểm đến đầu tiên trong chuyến thăm Việt Nam lần này cho thấy Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in dành sự quan tâm đặc biệt tới sự liên kết chặt chẽ về thể thao giữa hai quốc gia. Kết thúc buổi gặp, ông động viên các cầu thủ và chúc các đội bóng của Việt Nam giành được nhiều thành tích hơn nữa tại các giải đấu quốc tế.